này bỏ vô luôn đi em. Bỏ luôn con 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 khỏi thích. Con này chiếc 6 nè. Giờ mình mạnh khỏe không anh? Cái này là thành công rồi. Thì chuyến sau nữa nhà anh chuyển xe được không ta? Được. Xe đem tới nhà luôn anh. Bây giờ bắt em có xe ôm ra đò. Ra đò xe hai bánh á. Anh thôi về khỏi đi. Thì Cà Mau nó đi vậy không á? Cho Phi là ông đi qua đi bệnh đây bệnh ông đi trên chừng 4-5 tiếng tới rồi. Thế đi xa cũng xa mệt quá. Tới 200 cây số. Bác đi 21 em nói rồi, bác đi 21 thì em lựa đẹp đẹp đi, bao tiền xe cho. Rồi thì em chuyển thẳng qua. Rồi, khỏi có lo chuyện đó. Rồi, bao tiền chuyển, xe cho. Chuyển thôi. Nghe ông ở gì mà nãy anh kể chuyển cho anh á. Mà mới đầu tiên mà anh không có suy nghĩ gì nữa. Em giết mình luôn mấy lần á. Cái đó là tự nhiên mà để mình giết mình. Làm ăn gì được chứ? Không, nói anh sĩ á. Anh sĩ chuyển tiền mà anh sĩ không hỏi một tiếng nào á. Ừ. 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 Chị chắc á, đem qua cho tôi mới được. Đặng tôi tính cho nó rồi đi. Tôi không đi được. Thì tôi chuyển, tôi còn chuyển cho chị tiền nữa. Thí nghiệm.